Chú ba, tại sao chú dám đảo ngược thị phi, vui cho tôi những việc mà tôi không hề hay biết vậy chú? Chú có biết, năm đó khi nghe chú lấy người đàn bà khác, tôi sống dở, chết dở ra sao không? Chú phụ rẫy người ta, rồi chú lại nặng lời trách móc là sao chứ? Chú có biết tôi đã ôm hận mà tìm đến cái chết không? Ở bên xứ người, tôi chỉ nhận được tin anh hai tôi lấy vợ ba. Người đó lại chính là người đã từng thề hẹn thủy chung với tôi. Khi nghe tin đó, như sét đánh ngang tay vậy. Tôi một lòng một dạ yêu thương, cuối cùng người ta nên vợ chồng, mà người ta có thèm chờ đợi tôi đâu. Tôi đau lắm, tôi khổ lắm. Hôm nay tôi với chú phải nói cho rõ trắng đen, đặng đừng ai nghi ngại ai hết. Từ ngày chú đi, tôi chỉ nhận được vài lá thơ rồi thưa dần, cho đến khi chú gửi về một lá thơ cự tuyệt. Chú kêu tôi quên chú đi, kèm theo bức hình chú chụp chung với một người đàn bà khác. Mà chú cũng ác độc lung lắm. Chú sợ tôi chưa đủ khổ nên gửi thêm một tấm hình đám cưới sang trọng hực hở nữa. Chú bội nghĩa trước, mà chú lại trách tôi bạc tình sao chú ba? Lá thơ cự tuyệt nào chứ, còn tấm hình đám cưới nào chứ? Chuyện gì mà lạ vậy? Cô nói gì tôi không hiểu. Sao chú lại không hiểu chứ? Chú làm bộ đứng đắn rồi đổ tội cho tôi đó đã. Chú muốn tôi dứt lời thề để chú tìm đến người đàn bà khác chứ chi. Chú độc lắm, chú ác với tôi lắm. Chú ác với tôi như vậy, chú có sợ quả báo không? Tôi cũng đã từng ôm cái sự sầu thảm mà tính quỷ thân xác này đó đa. Chú có nghĩ việc làm của chú sẽ phá nát cuộc đời của tôi không? Trời ơi! Lệ Hằng! Lệ Hằng à! Lệ Hằng! Lệ Hằng à! Lệ Hằng! Lệ Hằng! Lệ Hằng! Em tỉnh dậy đi mà! Lệ Hằng! Lệ Hằng! Chú đang làm đảo lộn luân thường đạo lý đó, chú có biết không? Chú là người học rộng hiểu nhiều, làm việc chi cũng phải dùng trí não mà làm chứ. Chuyện tình cảm của chú trước đây đã quá vãng rồi. Lê Hằng bây giờ là chị dâu của chú, là vợ của anh chú. Chú làm ơn khắc sâu ở trong đầu cho tôi. Em biết trong lòng anh không vui, nhưng anh cũng đừng nóng giận như vậy. Em gặp lại chị dâu, chị nhắc lại chuyện xưa, chứ không có làm chuyện gì sằng bậy đâu anh à. Nói chuyện thì thiếu chi chỗ để nói, cớ chi lại hẹn nhau ra chỗ vắng vẻ thanh tịnh vậy chứ? Bộ có chuyện khó nói nên không dám gặp nhau tại nhà chứ chi. Chà chà, thiên hạ họ biết, họ đàm tiếu thì có mà đào đất mà trốn xuống đó đa. Anh hai à, em là em trai của anh hai, anh có ghét em, có giận em, anh la mắng về em cũng được hết. Nhưng mà chị dâu có làm gì bậy đâu mà anh đai nghiến dữ vậy. Anh làm như vậy là ô tiết tháo trong sạch của chị rồi đó. Miệng lưỡi thiên hạ độc địa lắm. Chú tưởng mình cứ quang minh chánh đại là người ta tin mình hả? Nhà mình cũng có tiếng tăm ở đây nên làm chi cũng phải dè chừng, chú hiểu chưa? Thôi, để tránh thiên hạ đơm đặt chuyện tầm bậy, từ giờ cho đến khi chú về bển, chú nên ít lui tới nơi này nghe chưa? Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị ba. Em tính gặp chị ba em đặng... Chú còn định gieo cái sự phiền não cho tôi đến khi nào nữa đây? Chúng muốn thiên hạ chỉ trỏ bàn tán, vậy thì chúng mới vừa lòng hả chú ba? Tôi nói lần chót, chú tránh xa chị ba của chú ra và đừng quay về nhà này nữa. Chú nghe rõ chưa? Mình à, em xin mình. Chú ba gặp em đặng ôm lại chuyện cũ, chứ không có làm điều chi thất lễ với em đâu. Mình đừng có hiểu lầm chú ấy nghe mình. Rõ ràng khi tôi tới thấy hai người đang kề cận nhau lắm mà. Dạ, có lẽ lúc đó do em ngất xỉu cho nên là... Nếu không phải tôi mà là người khác bắt gặp thì sao? Nhưng thật ra... Chị đừng có nói nữa. Mình không có tội thì không cần giải thích dông dài. Anh hai cố chấp như vậy, chị có nói cách mấy cũng không lay chuyển được ảnh đâu. Thôi, chào anh chị, em đi đây. Chú ba, chú ba, chú ba. Cô là đơn bà có chồng mà dám ra ngoài hẹn hò với đàn ông là một cái tội. Mà ghê gớm hơn, người đó lại là em chồng của mình. Cô như vậy mà cho là thanh cao trong sạch đó. Cô là cái hạng đơn bà trắc nách, hay hớm chi mà lên tiếng thanh minh. Cô tưởng qua mặt được tôi sao? Trời ơi! Gieo nhân nào thì gặp quả nấy mà. Cô tưởng mình có chút nhan sắc á, thì mê hoặc được cả hai anh em nhà này sao chứ? Ôi, tưởng được tinh tiêu hoài, nhờ nhuốc giày thì trốn vô phòng, chứ để người ta dòm thấy mắc cỡ lắm đà. Thấy không? Cuộc đời này chẳng có chi là bền lâu. Mới ngày nào được tân tiêu quý trọng, rồi cũng đến lúc bị hất hủi rẻ khinh. Ta nói đờn bà mà chỉ biết lấy nhan sắc ra dụ dỗ đàn ông thì cũng đến lúc hoa tàn nhụy rửa. Lúc đó mới thiệt là đớn đau và tủi hận. Ủa, chị Mụi, chị làm gì mà nói láp giáp một mình giống tập tuồng vậy? Mày biết cái chi mà chen vô. Trong cái nhà bếp này á, chỉ có lão Tam á mới hiểu ý của tao, phải không lão Tam? Tôi nói bông lơn vậy á, chắc ông hiểu phải không? Qua đâu có không mà đoán ý em nói cái gì. Qua chỉ lo mần cho xong cái buổi cơm trưa này thôi, còn mấy cái chuyện bông lơn chi đó để chỗ khác mà nói. Thiệt tình, ông bà ta nói đâu có sai đâu. Thuyền bè chở lá mù u, người khôn á mà ở với người ngu á thiệt là bực mình nè. Câu này tôi hiểu nè. May quá, cuối cùng mày cũng hiểu được một câu chứ. Tôi đố chị đó, câu này nói về cái gì? Cái gì là cái gì? Tao đang nói cái nhà bếp này nè. Không, ý tôi hỏi chị đố là phải trả lời được chứ. Tao nói cho mọi người biết á là tao đang bực mình, chứ tao có hỏi đố đâu mà mày trả lời. Vậy mà cũng bày đặt nói làm như hay chữ lắm vậy. Câu này á, người ta hỏi đố về một vật đó đa. Xàm, tao đâu có thấy cái vật gì trong đó đâu. Thì đây nè, chị đọc lại câu cuối đi. Người khôn ở với người ngu bất bình. Bất bình là bình mật, tức là người ta đố bình mật mà không biết. Mày thiệt tài đó nghe Hải. Hả? Tưởng gì, không có nói chuyện với mấy người nữa. Chị nói thì tụi tôi thêm bực mình chứ tốt ít chi. Úi, lão Tam, chị Mùi chỉ nói ai được tân tiêu rồi lấy nhan sắc ra dụ dỗ đàn ông là sao vậy? Tao đâu có biết. Mày chạy theo hỏi nó thử coi. Ha, để tôi đi hỏi chị chứ nói lấp lửng vậy thì khó chịu quá. Nè chị Mùi. Đúng là bình mật mà. Thôi Mọi người ăn cơm đi. Em ăn đi. Bà ba đâu? Dạ thưa ông, bà ba không được khỏe nên xin phép không ăn. Ông à, Lệ Hằng có xin phép qua tôi rồi. Cổ mệt nên ăn sao cũng được mà. Mận à, chúc con đem cơm vô phòng cho bà ba nha. Dạ. Bà ba không thích ăn thì thôi, cứ để cho bãi thì thật. Tôi cấm mọi người không được héo lánh đến phòng bãi đó ra. Khi nào bà đói thì tự xuống bếp mà ăn, không ai rảnh đâu mà hầu. Ăn đi. Ông thiệt là quá đáng mà. Chớ chi mà phải bỉ mặt chị như vậy. Chuyện của chị đâu phải là tội lỗi lớn lao gì, mà kích bác, ngạo báng trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà như vậy chứ. Ông thương chị như vậy mà có chút chuyện nhỏ nhặt cũng không bỏ qua được đó đa. Em nghĩ mà tức cho chị. Chị hiền lành quá à. Người ta hại chị cũng không phân bua phải quấy chi hết. Em mà là chị á hả, không tội chi mà em phải nhịn đói. Mình phải ăn cho no, đặng có sức mà đối nại với người ta chứ. Mình thủ phận, nhưng mà có được an thân đâu nè. Thôi chị nằm nghỉ đi. Em xin lỗi chị. Em xuống nhà dưới làm công chuyện đó. Ông còn bực mình chuyện em ba hả? Mặc kệ nó đi, coi nó nhịn đói được bao lâu chứ. Ông đừng có vì chuyện đó mà giận, thì ăn uống cũng mất ngon đó. Người ta muốn làm nư đó mà, tại nào giờ được cưng chiều nên sanh hư chứ chi. Thôi tôi không nói nữa. Ủa, chị cả, sao giờ này chị còn thức nữa? Chị kiếm em có việc gì đa? Cô đi ra ngoài một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Chuyện riêng cái giống gì chứ? Thôi, để cho ông ngủ đi. Chị có cần chi thì sớm mơi nó cũng đặng. Cô cứ đi ra ngoài đi. Ý, đây là phòng của tôi mà. Mời chị đi ra ngoài, đừng có làm phiền ông nghỉ ngơi. Bà ra ngoài cho tôi. Nếu bà vô đây như chị lúc chiều thì đi ra, tôi không muốn nghe. Ông không muốn nghe, tôi cũng phải nói. Ông đừng có giận quá. mà bị bạc em ba tội nghiệp. Chuyện không có gì quấy đâu. Thiệt tình, tôi cũng có nghe kể lại sự việc lúc đó. Chỉ tại em ba nó ngất xỉu thôi. Nhưng tại sao lại lén tôi ra đó gặp thằng ba? Không phải có gian tình thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ bà chờ cho đến khi xảy ra chuyện bại hoại thiên sự rồi mới cản ngăn hử? Liệu bà có che đậy được tai tiếng thị phi không? Tôi tin em ba là người đoan chính, không bao giờ làm chuyện sằng bậy. Còn chú ba, tánh ý của chú tôi còn lạ gì nữa. Chú đâu phải là cái thứ lỗ mãng, không màng đạo lý chứ. Bà tin người thì cũng tin vừa vừa thôi. Tôi thấy chuyện chi cũng vậy. Chứ cẩn tắc thì vô áy náy. Mình phải ra tay trước để thị uy chứ. Nhất định không được để ba cái chuyện nhơ nhuốc đó xảy ra trong cái nhà này. Nhưng ông làm như vậy là không công bằng với em ba đâu đa. Chớ chi đó mình đã làm cho họ chịu nhiều uất ức, khổ sở mà. Nói nào nghe, tự dưng không phải em ba vô làm dâu nhà này. Nếu không phải vì ông làm thì chi có chuyện trớ trêu như hôm nay chứ. Mà không, tôi mới là người có tội lớn nhất. Tôi mới chính là người làm cho họ phân rẽ đôi đường. Mắc cái giống chi mà bà lôi chuyện cũ ra càm ràm vậy hả? Thiệt tình, từ khi nghe chú ba về lại xứ mình, tôi không ngày nào mà ngủ được yên giấc hết. Hãy nhắm mắt là tôi thấy chú ba cứ nhìn mình như hờn, như oán. Ông ơi, tôi hối hận lắm. Tôi chia Loan rẽ Thúy làm chi để bây giờ cái nỗi khổ sở bị người ta khắc bạc nó cứ ăn sâu vào trong tâm trí của tôi. Lỡ mai này chú Ba Thiện và em ba biết được sự tình thì tôi biết nói sao hả ông? Biết làm sao được mà bà lo. Tôi cũng đã tính trước chuyện đó nên tôi mới làm hung làm dữ, đặng cho họ không giáp mặt nhau đâu ra. Nhưng ông đừng cản tình, cản nghĩa với em ba như vậy. Tôi thấy ông bỉ bạc cổ, tôi xót lắm. Chớ chi mình cũng có lỗi trước mà. Thiệt không phải nói chứ, nhiều lúc tôi muốn thú thiệt với cậu hết mọi chuyện. Từ cái chuyện giả mạo lá thơ cho đến bức hình đám cưới. Bà đừng có nói đi. Bà mà mở miệng ra là tôi không để cho bà yên thân đâu. Tôi xin ông, coi như ông làm phước để đứt lại cho con cháu sau này đi ông. Ông đừng làm việc mà tổn hại đến em ba nữa. Cổ cũng đã vì ông mà chịu nhiều thiệt thòi, uất ức rồi. Ông hãy để cho cậu sống yên ổn, hạnh phúc, coi như là mình bù đắp lại cái tội năm xưa đó đã. Lâu nay tôi cũng ăn chay niệm Phật, xin Phật trời xá tội cho vợ chồng mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn dai dứt lắm ông ơi. Bà bình tĩnh lại đi. Cứ chi mà khóc lóc kể than thở lung vậy nè. Tôi hứa với bà, tôi sẽ không làm chi tổn hại đến em ba. Nếu thằng Thiện giữ lời, không quay lại gặp cổ, thôi bà về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi đó. Thì ra ông với bà cả A Tòng với nhau làm hại Lệ Hằng với Ba Thiện. Không ngờ bà cả lại là người tiếp tay cho ông để lấy Lệ Hằng về làm vợ. Chà, thì ra họ dụng kế làm chuyện mờ ám mà. Khéo che dữ đa. Vừa đúng lúc Ba Thiện nó về nhà, còn ông Vĩnh thì máu ghen đã che mờ lý trí. Việc này mà phanh phui thì đừng hòng thằng Thiện, nó bỏ qua cho anh trai mình. Còn Lệ Hằng nữa chứ, chắc cổ sẽ nổi điên khi biết chuyện này quá. Chị cả, em ba, coi tôi trả thù nghe không? Em ba. Dạ. Chị hai. Coi thần sắc của em không được tốt đó đa. Làm chi mà mặt ủ mày châu như vậy? Em phiền cái sự bị ông rầy trong bữa cơm phải không? Tánh ý của ông em còn lạ gì nè. Thương thì thương không hết, nhưng làm phật ý ổng thì cách gì cũng bị rầy. Nói nào ngay, từ khi bước chân vô nhà này em đã được ông tưng tiêu chiều chuộng quen rồi, nên mới bị la chút đỉnh là em thấy phiền. Chứ chị đây chị quen rồi, kệ, vài ba bữa ổng quên liền ha. Dạ em biết, nhưng mình bị đổ quan mà không nói được, trong lòng bức bối lắm chị à. Chị biết em bị quan mà. Chị cũng nghĩ là em bị quan sao? Thiệt ra cái chuyện ông bắt gặp em với chú ba hẹn hò là... Chị hai à, em đâu có hẹn hò chi. Em chỉ... Thôi em khỏi cần giải thích, chị hiểu mà. Ta nói là chuyện chi cũng có nhân có quả, ai phải ai quấy thì có trời biết đất biết. Chứ làm chuyện hại người, muốn che giấu thì cũng có ngày bị bươi lên mà. Là chị nói tới cái chuyện ngày xưa, cách đây 8 năm lận, có người phạm lỗi với em đó đa. Họ tính ém nhẹm chuyện này, nhưng trời xui đất khiến sao chị lại biết được sự thật. Chị hai, chị nói làm em hoang mang quá đa. Họ là ai hả chị? Em làm gì đắc tội với họ mà họ lại hại em chứ? Chị biết được chuyện gì vậy chị? Thiệt ra cái chuyện này chị không muốn học lại với em làm chi, sợ trong nhà sanh chuyện không vui. Nhưng mà thấy em bị chèn ép như vậy chị không có đành lòng. Có chi thì chị nói phức một tiếng cho xong, chứ chị cứ mờ ớn như vậy em càng rối trí thêm. Nè, chị cũng vì thương em nên mới học lại chuyện này. Dạ. Nhưng em phải hứa không được lôi chị ra làm chứng, rồi đôi chối, bắt con phiền phức lắm đa. Chị không muốn là mang tiếng nhiều chuyện đâu nghe. Em hứa là chị mới dám nói à. Thì chị cứ nói coi sao. Em à, trước đây em chịu ưng ông là do em nghĩ là bị chú ba phụ rẫy, rồi sợ mang tai tiếng ảnh hưởng đến gia đình đúng không? Thiệt ra việc chú Ba Thiện viết thư cự tuyệt em cho tới việc em về làm vợ ông đều do người ta dụng mưu sâu kế độc mà hãm hại em đó đa. Chị nói chuyện chi mà động trời dữ đa? Là chuyện có thật hay là bịa đặt chứ? Chị hai, chị nói có chứng cớ hẳn hoi đó đa. Em không tin chị à? Chị thề có trời đất làm chứng, không dám nói sai nửa lời. Nhưng nếu đó là sự thật thì ai là người bày ra mưu kế này để hại em hả chị? Chị hai, chị hãy nói đi. Người này chị khó nói quá. Chị hai, chị phải cho em biết người đó là ai. Ai mà lòng dạ hiểm ác vậy chứ? Chị hai. Thì là ai hả chị? Thì chị cả với ai vô đây nữa nè. Chị cả? Chị cả thiệt sao? Chỉ phiền vì em mà tại sao lại ra tay độc ác như vậy chứ? Chị hai, chị có biết đầu đuôi sự việc là sao không? Em có nhớ mấy cái lá thơ bà Thiện viết cho em với những lời lẽ bạc tình bạc nghĩa không? Dạ. Cái đó là giả chứ không phải thiệt đâu. Còn chuyện ông xin cưới đặng cứu vớt cuộc đời của em á, thiệt sự là cái trước dồn em vô đường cùng. Em rõ chưa? Trời ơi, em nghe chị nói mà tay chân em run rẩy, thần trí em tối tăm. Chị hai, những gì chị nói đều là thiệt phải không chị? Ừ, thiệt mà. Sao em không tin chị chứ? Chị thương em lắm, chị mới nói ra, chứ chị đâu muốn thầy lai đó đa. Em không tin. Em càng không thể tin người chủ mưu mọi việc lại là chị cả. Chỉ là người nhân từ mà dám làm chuyện thất đức như vậy sao? Ừ, nói nào ngay cũng tội nghiệp cho chị cả. Mọi việc chỉ làm là điều theo sự sai khiến của ông, chứ chị không phải là người xấu. Mà thôi, chuyện qua rồi, em đừng khổ sở như vậy. Cũng bởi ông thương em quá nên mới bày cách cho chú ba đi du học bên Tây. Đặng... Không, không được. Em phải gặp chị cả, đặng hỏi cho ra lẽ, chứ ức lòng em quá đã. Ý, em đã hứa với chị rồi mà em còn đòi gặp. Em ba. Mưu sự trót lọt dễ dàng quá đa. Giờ mình cứ ngồi chơi coi họ cắn xé nhau cho bỏ ghét. Chị cả, chị hãy nói sự thật cho em biết đi chị cả. Sự thật gì ở đây? Em nói chuyện chi mà chị không hiểu gì hết? Chị còn muốn giấu em đến chừng nào nữa đây? Ai là người đưa cho em đọc những lá thơ tuyệt tình của Ba Thiện? Ai là người đứng ra sắp đặt chuyện hôn nhân của em với ông? Mọi chuyện là do chị bày ra, rồi chị sắp đặt theo ý của mình. Có phải như vậy không? Chị cả, có phải như vậy không? Em ba, chị biết mình có tội lớn với em. Em có mắng, có nhiếc bao nhiêu cũng không vừa cái tội của chị. Bao năm nay chị sống trong niềm ân hận ray rứt trong lòng, nhưng không đủ can đảm để mà thú tội với em. Chị đau khổ lung lắm em à. Lệ Hằng, chuyện đã quá giản rồi. Em quên nó luôn được không em? Thiệt ra ông thương em thiệt lòng, chứ không có chút chi mà dối gạt hết đó. Ông cũng đã yêu chiều em hết mực, đặng bù đắp hết những gì mà em đã chịu thiệt. Căn duyên là do trời định. Em với chú ba coi như là không có duyên nợ, nên mới xảy ra chuyện phân ly đó đa. Chị còn đứng đó mà phân bua hả? Chị tưởng có mình chị mới biết đau khổ sao? Uổng cho tôi bao năm nay nhìn lầm người. Tôi thương chị, tôi trọng chị giường ấy, vậy mà chị nỡ xô tôi xuống vũng bùn sao? Trời ơi, đằng sau bộ mặt từ bi này là một tâm địa thất nhân ác đức đến như vậy sao chứ? Chị cả, chị có tụng kinh niệm Phật bao nhiêu cũng không rửa hết tội của chị đâu. May mà tôi không chết, chứ nếu tôi chết đi, tôi cũng mang theo nỗi oán hận chị xuống cửu tuyền. Từ giờ tôi thề không nhìn mặt chị nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Em ba, em ba. Phải vậy chứ, đâu phải lúc nào cũng chị em ngọt ngào triều mến nè. Còn chị còn phải chịu thêm một nạn kiếp nữa thì tôi mới hả dạ đó đa. Những lá thơ đó là do chính tay ông Vịnh viết, vì anh em họ có tuần chữ giống hệt nhau. Còn tấm hình chú Ba chụp với cô Đầm Tây như trong đám cưới là do họ diễn chung vở kịch tại buổi lễ cuối năm ở trường học. Trời ơi! Ba Thiện ơi, lại Đức Phật từ bi, xin Người chứng giám cho con. Con là kẻ có tội, chính con là người đã tiếp tay tạo nên nghiệp chướng khi đã nhẫn tâm chia rẽ tình duyên của Ba Thiện và Lệ Hằng. Lâu nay con luôn sống trong lo sợ và ray rứt của lương tâm. Con không dám mong thoát khỏi quả báo ở kiếp này. Con chỉ biết ăn năn sám hối và thành tâm khấn vái. Xin Người hãy chỉ dạy cho con phải làm sao để chuộc lỗi lầm trước đây của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Tụi nó chết hết hay sao mà bà ra mở cửa? Tôi chờ ông nãy giờ đó ra. Làm chi mà thấy bà lo lắng dữ? Bộ trong nhà xảy ra chuyện gì đó hả? Không những xảy ra chuyện mà còn là chuyện lớn nữa đó ra. Chị cả với em ba rầy rà nhau lung lắm. Em đứng chính giữa, không biết binh ai bỏ ai, cho nên không dám ra. Cớ chi mà hai người đó sanh chuyện? Bà nói đường hoàng cho tôi nghe coi. Chuyện này chỉ có ông mới phân xử công bằng. Bởi vậy tôi mới canh ông, tôi mới đón ông, đặng cho ông biết rõ sự tình. Chứ ông hỏi người ăn kẻ ở trong nhà, tụi nó không dám nói đâu đà. Bà nói rõ ra đi. Dạ thì cái chuyện ngày xưa đó nè, chị cả, chị nói hết sự thiệt cho em ba nghe rồi. Em ba nó giận quá, nó thề độc là không muốn nhìn mặt chị nữa. Chuyện xưa là chuyện gì chứ? Thì cái chuyện chị cả bài kế giả làm thơ chú ba, rồi sắp xếp cho anh ba về làm vợ ông. Chị nhận tất cả những điều đó đều là một tay chỉ làm đó đa. Chà chà, bà này gây ra quả lớn rồi đó. Bà nói cho Lệ Hằng nghe hết rồi sao? Chị nói vậy đó. Chị còn nói là làm chuyện hại người nên ái nái, thấy cắn rứt lương tâm gì đó nên thú nhận để sống cho thanh thản đó đa. Thiệt là già rồi nên đâm ra lú lẫn hay sao chứ. Tôi cũng không biết sao sao chị cả lại phơi bài chuyện xứ lơ xứ lắc đó làm chi nữa. Tự dưng sanh chuyện khiến nhà cửa xào xáo, chị em bất hòa. Ủa ông ơi, để coi ông đối đãi với chị cả ra sao thử cho biết. Người ta trọng mình không muốn bị đài đọa mới chịu hả? Chí ít thì cũng phải như tôi nè, phải lựa thời cơ thích hợp, đặng vừa trả thù đặng vừa được hưởng lợi chứ. Bà có điên không chứ? Vậy chị không nói là nói chuyện cũ ra thôi. Lương tâm vậy đây mà bà sợ cắn rứt hả? Bà có nghĩ đến chuyện thằng Thiện nó đối nại tôi không? Lúc đó tôi còn mặt mũi nào mà nói với nó chứ. Ông tưởng là mình có thể giấu nhẹm chuyện này được hay sao chứ? Tôi biết chuyện này trước sau gì cũng bại lộ mà. Bà im miệng lại cho tôi. Tôi không ngờ càng ngày bà càng hô độn như vậy đó ra. Trước giờ bà làm chuyện chi cũng cẩn thận, sao tự dưng hôm nay bà vợ chứng làm cái chuyện tào lao quá đó. Từ khi nghe lời ông đưa cho Lệ Hằng lá thơ giả mạo cho đến lúc rước cổ về làm dâu nhà này, tôi đã biết trước sau cũng có ngày hôm nay bà. Tôi đã làm chuyện hại người, tôi đáng bị quả báo. Ngày trước Lệ Hằng rủa tôi đúng lắm, tôi đáng bị như vậy lắm. Bà nói chuyện đó đủ rồi. Tương lai tôi không cho bà mở miệng nói bậy bạ nữa đâu. Ba à, có chuyện gì vậy ba? Sao con nghe má khóc kể dữ quá? Không có gì hết. Má con lúc này phát bệnh nên ba biểu bà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng ở trong phòng, khỏi lo chuyện gia đình chi cho mệt trí. Mọi việc trong nhà từ nay sẽ do má hai con quan xuyến. Còn má con, nếu trí não của bà không ổn thì ba sẽ đưa bà vô nhà thương điên đang điều trị cho dứt bệnh đó đa. Ba, bà ấy bị bệnh nên phải được nghỉ ngơi để điều trị và dưỡng bệnh. Kể từ nay công chuyện trong nhà tôi giao cho bà để quản lý và cắt đặt. Dạ. Má, thôi đi má. Sổ sách có bao nhiêu đây thôi sao? Vậy chứ cái quyển nào á ghi chép việc nộp thóc của tá Điền hả bà Phương? Dạ, thì cái quyển màu xanh vậy thiệt dày đó đa. À quên, cái này mới là hệ trọng nè. Đưa cho tôi quyển ghi chép việc ăn uống sắm xanh trong nhà coi. Dạ thưa bà, đó là cái quyển màu tím nằm ở trên quyển màu xanh đó thưa bà. Thấy rồi. Chà, coi bộ sức ra nhiều dữ đa. Chị sức tiền kiểu này mà không thấy sốt ruột hay sao chị cả? Cứ thẳng tay mà xuất như vậy thì đúng là quả chứ không phải phước rồi đa. Chuyện xuất bạc làm chi, bao nhiêu năm nay tôi đều hỏi qua ý của ông, chứ tôi không có tự ý tự quyền chi đâu. Chà chả, chớ chi mà tháng nào cũng xúc bọn bạc để làm giống gì gì nè. Dạ thưa bà, việc này là để bà mua lễ vật biếu xén các quan trên đó. Thì thôi, việc đó coi như là cái lễ không thể thiếu. Nhưng cớ chi phải xức bạc hàng tháng cho cái cô nhi viện phước đức gì đấy hử? Dạ, việc này là do bà cả làm từ thiện đó đa. Chẳng qua bà thương hại con nít mồ côi mồ cút nên mới nhận cấp tiền nuôi dưỡng cho 50 đứa nhỏ ở đó. Phàm làm việc chi cũng phải nên danh nên tiếng, chứ âm thầm xuất bạc như vậy, hao tài tốn của, có được lợi chi đâu nè. Nhà này không có tiền dư thừa, mà tháng nào cũng xuất bạc vô ích như vậy. Bà Phương. Dạ. Tháng sau tôi cấm, nghe không? Dạ thưa bà. Nhưng mà bà cả đã hứa với cô nhi viện rồi. Ngặt nổi lâu nay mấy đứa trẻ này sống nhờ vào số tiền đó, giờ không có thì phải biết làm sao hả bà? Bà cả hứa, nhưng bà hai không có hứa. Nếu bà cả muốn làm từ thiện á, thì lấy tiền riêng của mình ra mà làm, vậy mới gọi là làm từ thiện. Phải hôn chị cả. Dạ nhưng mà bà hai nói phải đó đa. Việc này để tháng sau tôi liệu. Dạ. Chị đừng lo. Xong rồi hen. Còn cái việc đi chợ hàng ngày, muốn mua chi á thì cũng phải trình qua tôi, nghe không bà Phương? Cái chi tôi thấy cần á thì mua, còn như không cần á thì thôi. Mà nói nào ngay, lóng rại sao trong nhà mua dư thức ăn quá đa. Cớ chi mà mua yến, mua sâm chi cho tốn kém chứ. Bỏ hết, không mua nữa nghe. Dạ, bà nói vậy chứ có mua yến thì bà là người ăn nhiều nhất đó đa. Thì có tôi mới ăn. Mà tôi nói sao thì cứ làm vậy, đừng có trộn rộn. Dạ. Mùi đâu? Dạ. Đem hết sổ sách này á vô phòng cho bà coi. Dạ. Cha chả mới dòm sơ mà đã thấy cực trí rồi đó. Ai nói giữ tiền giữ bạc là sướng chứ. Chị cả à, giờ tới phiên chị rảnh trí thảnh thơi đó đa. Việc nhà tôi sẽ gánh vác hết. Chị cứ thủng thẳng mà nghỉ ngơi cho khỏe nghe. Mọi người, nghe bà hai nói nè. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà này, từ giờ phải theo ý tôi nghe không? Ai muốn làm việc chi cũng không được tự ý. Tôi mà biết là mệt đó đa. Nhất là lão Tam, ông nấu ăn thì cũng phải coi trước coi sau, chớ chi mà ông làm hao hụt đồ ăn dữ đa. Coi bộ không phải của nã chi của ông nên ông xài phung phí quá đa. Hột gạo hột muối cũng phải mua mới có chứ. Ông liệu đi chợ phải trình giá cả từng món cho tôi, chứ đừng có làm chuyện mờ ớn nghe chưa? Dạ. Nào giờ có mua chi tôi cũng trình báo. Với lại hàng ngày có bà quản gia đi theo ngó chừng mà. Kể từ hôm nay mấy người chỉ biết có tôi thôi. Tôi biểu thì phải dưng. Con Mận, con Mùi, có nấu đồ ăn thức uống chi cho ai thì cũng phải được phép của tôi mới làm. Còn việc này nữa, từ tháng này trở đi, mấy người không được phép nghỉ ngơi một ngày nào hết. Cứ nghỉ một ngày, tôi trừ tiền công 2 ngày. Rõ chưa? Ủa? Lâu nay bà cả cho tôi mỗi tháng nghỉ 1 ngày mà. Bà cả gì ở đây chứ? Khi nào tôi cho phép mới được nghỉ. Ai không dưng theo á thì liệu mà nghỉ việc luôn nghe không? Chứ bộ không có người thay thế hay sao mà tôi phải theo năn nỉ mấy người. Mùi, đi theo bà biểu chút việc coi. Dạ. Chưa chi đã thấy cực thân luôn đó đã. Không biết là tụi mình còn bị hành tới chừng nào nữa. Thiệt tình, bà hai bà mừng chi mà thị uy dữ nè. Bộ tính lập công với ông chủ sao chứ? Ui, coi cái mồi bà tính bỉ mặt bà cả đó đà. Mới được ông chủ dòm ngó có một chút xíu mà lên tay muốn ngón dữ đó đà. Xem ra không chừng qua xin nghỉ làm chớ xong sao nổi nè. Ông nói nghe coi bộ dễ quá đã. Muốn nghỉ á thì ít ra cũng phải trả hết nợ trong tờ giấy bán thân chứ. Ông thử bỏ ngang coi, có bị còng đầu đóng trăng không? Úi, bữa hổm tôi nghe chị Mùi học lại đó. Bà hai đó tính đưa bà con thân thích gì của bả vô đây làm đó đa. Không chừng đó bà muốn có người canh chừng tụi mình đó mà. Trời ơi, thà là bắt cắt cổ qua chết phức cho xong. Chứ sống như vậy có khác chi lỡ tù chứ. Theo tôi nghĩ, bà hai bà thị quy như vậy là muốn chứng tỏ mình có tài cai quản hơn là bà cả đó đa. Không lẽ không có cái kế nào trị đặng cái bà la sát này hay sao ta? Kéo dài như vậy chắc là tụi mình chết hết đó. Nói thiệt nghe chơi, chị được cái bà hai á chỉ có ông hội đồng thôi. Cái này là bạch quả với kỷ tử. Ông coi á mà hầm thuốc bắc nấu cho mợ hai với lại bà hai ăn trưa nay đó đa. Ủa, còn bà ba thì sao? Tôi nói làm sao á thì ông làm vậy đi, hỏi lại làm chi. Thiệt đúng, đời lên voi xuống chó mấy hồi. Ông nói lẹo chẹo gì nữa đây? Ôi, thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay. Mới ngày nào món nào ngon nhất cũng dành cho bà ba, giờ khác rồi. Thì ông nấu ăn cũng phải biết thời biết thế chứ, vậy mới là người khôn ngoan. Tôi nghe thiên hạ đồn đãi lung lắm. Họ nói từ ngày ông ba về, ông hội đồng cứ kiếm chuyện với bà ba, rồi nghi ngờ bà đủ thứ hết phải không? Nè, tôi đã nói với ông rồi, tôi tớ thì lo phận tôi tớ, đừng có để ý chuyện của chủ nhân. Bọn ông muốn chết hả? Thì chỉ có tôi với bà, chứ có ai vô đây đâu mà bà sợ. Bà biết thì kể lại cho tôi nghe chứ. Cũng được. Nè, tôi nói á, ông đừng có nói lại với ai nghe không. Chuyện làng vậy, ông Ba Thiện và bà ba hẹn nhau ra mộ ông bà thân sinh để nói chuyện. Không biết làm sao á mà bà hai á, bà biết được. Bà báo với ông hội đồng ra bắt gặp quả tang. Mà đúng lúc đó ông ba đang ôm bà ba mới khổ chứ. Chà, thiệt là éo le bi đát lắm. Cớ chi mà hai người đó hẹn hò nhau, rồi bà hai biết được, báo cho ông hội đồng ra đó bắt gặp quả tang vậy. Tôi nghĩ không phải tự dưng mà bà hai bà biết đâu. Chàng ơi, tôi hiểu rồi. Là bà hai bà cố tình sắp kế cho họ hẹn hò nhau, đặng làm bỉ mặt họ chứ chi. Thì tôi cũng nghĩ. Nè, lửa đậu xanh á thì lửa lẹ lẹ đi, còn phải lo nấu ăn cho bà hai với bà hai nữa. Rời ra kiểu này á, bà hai chửi đó nghe chưa. Ngon cái gì? sao kỳ khô vậy lão Tam? Kỳ cái giống vậy chứ. Tôi tưởng bà cũng đã có tình ý với ông rồi. Sao mà ồn ào sủng sảng vậy? Ôi, bà này có làm cách chi á, cũng tánh nào tật nấy rồi mày ơi. Thứ đàn bà chi mà giữ thứ ớn. Chàng ơi, vậy là tôi mừng hụt rồi. Tưởng ông làm bả siêu lòng chứ ai dè. Chàng ơi, người như lão Tam á thì đàn bà nào mà ưa cho nổi. Nè, mày đừng có bỉ mặt qua nha mùi. Tại qua thích ung dung tự tại, không muốn vướng vào mấy cái chuyện tình ái chứ bộ. Mày thấy có ai vướng tự tình mà sướng chưa? Đó, trước mắt tụi bay đó, trái ngang trắc trở, anh em cũng vì chuyện đó mà mít lòng nhau. Khổ sở như vậy chớ sung sướng gì mà ham. Ủa lão Tam, hình như không biết được chuyện chi hả? Nói nghe chơi. Mày đừng có gặng hỏi bằng chi. Việc của ông bà chủ chứ chi việc của bay mà bay hỏi. Mình á là phận tôi tớ, đừng có nhiều chuyện nghe không. Ổng mà biết cái thứ gì chứ, hỏi cũng thất công. Vậy chứ mày rành lắm sao? Nè, chuyện trong nhà này mà muốn biết á, mày phải hỏi tao. Tao nói nghe rồi bỏ, không được nói qua nói lại nghe không? Chớ chi mà chị phải khổ tâm cực trí lung vậy. Càng duyên là do trời định, đã phân rẽ đôi đường thì mạnh ai nấy đi. Chị còn tiếc nuối làm chi, để thêm sầu thêm khổ. Tôi thấy giận bản thân mình quá. Tại tôi nhẹ dạ cả tin nên mới nhất thời lầm lỡ. Tại sao lúc đó tôi lại không chịu chờ người ta về mà hỏi cho cặn kẽ chứ? Trời ơi, cớ chi tôi lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân mà đời này kiếp này chỉ mang lại cho tôi một sự chán nản não nề. Chị có tội chi mà tự trách mình như vậy chứ? Người ta bài mưu gian kế độc hãm hại, chị có chạy đàn trời cũng khó thoát mà. Mận à, tại sao hồi đó tôi không chết vứt một lần cho xong? Chứ sống mà ngậm đắng nuốt cay như vậy, tôi có vui sướng chi mà sống chứ. Đã vậy tôi còn hờn oán đổ tội cho người ta, trong khi mình mới là kẻ phụ tình. Mặt mũi nào tôi nhìn người ta nữa đây? Chị không có việc gì phải hổ thẹn hết. Người ta làm quấy để chị phải chịu tiếng oan mà. Tôi oán, tôi hận lung lắm. Trời đất nào có thể dung thứ cho những kẻ bất nhân hại người lung như vậy chứ? Mà tôi có tội chi mà khiến ông trời xô tôi vô nghịch cảnh như vậy chứ? Chị ơi, chị cố gắng bình tâm tĩnh trí lại. Chị cứ đau khổ hoài thì em cũng teo gan héo ruột theo chị đó đa. Ông về rồi chị. Thôi em đi ra ngoài nghe chị. Nghe chị. Dạ thưa ông. Lại khóc. Ai làm cái giống chi mà cô khóc? Tôi còn sống sợ sợ ở đây thì mắc chi cô phải khóc. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ được rơi lụy khi chồng cô chết. Nghe rõ chưa hả? Cứ chi mà cô né tránh không nhìn tôi chứ. Bộ cái mặt tôi khó ưa lắm đà. Cô không muốn gần gũi tôi sao? Cô bắt đầu muốn xa lánh tôi từ khi nào chứ? Có phải từ lúc thằng Ba Thiện về nước không? Nói cho cô biết, trong trí não cô nghĩ gì tôi biết hết. Cô đừng hòng gạt tôi nghe chưa. Trước mặt tôi, cô phải hân hoan vui vẻ, chứ không được ủ mặt mày châu lững đững lờ đờ như vậy nghe chưa. Cô đừng làm tôi mất hứng chứ. Qua đây. Mình muốn ra đi mà. Tôi mà, cô phải làm cái bổn phận của một người vợ đối với một người chồng chứ. Khi tôi muốn, cô phải chịu. Nghe rõ chưa? Sao mà nồng nặc mùi rượu vậy nè? Mình lại đi uống rượu nữa hả? Thiệt tình. Để tôi đi lấy khăn lau mặt cho mình nghe. Sao rồi mình? Hôm nay mình ngủ ở đây để tôi được chăm sóc cho mình. Mình thấy làm sao? Thấy dễ chịu không? Khi nào mình mệt mỏi cứ qua đây tôi đấm bóp cho. Nói nào ngay, tôi thấy trong nhà này chỉ có tôi mới hiểu rõ tánh ý của mình nhất. Nào giờ á, tôi chỉ có một lòng một dạ với mình, chứ không phải như cái ngữ đàn bà lẳng lơ, chỉ biết đầu mài cúi mắt, phải không mình? Ủa, tôi nói có chi quấy đâu nè, sao tự dưng đùng đùng bỏ đi vậy? Lão Tam! Lão Tam! Lão Tam! Dạ, có tôi. Thưa bà hai gọi tôi. Coi bộ ông muốn bị phạt lắm phải không? Cớ chi mà đến giờ này còn chưa mang trà lên cho ông uống hả? Chắc là đêm qua uống quá chén nên sai quá ngủ quên chứ gì. Dạ, bà đừng đổ quan tôi tội nghiệp. Tôi dậy từ mờ sáng, nấu nước tới nguội luôn mà không có trà bỏ vô. Không tin bà rờ thử coi. Vậy sao không pha trà cho ông? Để ổng la hét ôm sòm lên kìa. Dạ tôi có nghe ông gọi, mà tôi không biết tính sao. Ông nói gì mà kỳ kho vậy chứ? Dạ, nước sôi thì nấu rồi, nhưng mà không có trà làm sao pha. Cớ chi hết trà mà ông không đi mua hử? Mùi á. Đó, Mùi á. Nó nói phải được bà cho phép. Ủa Mùi, tao có nghe mày nói gì đâu chứ. Con biểu ổng muốn mua chi á thì viết ra giấy cho bà coi, mà ổng đâu có chịu viết ra. Nào giờ mỗi tháng đều mua đúng 5 cân bỏ trong tủ, chứ có viết ra giấy mần chi. Lão Tam ơi, Lão Tam. Trời ơi, cái tên tôi như dễ nhớ lắm vậy. Nó nay cũng lôi ra kêu đầu tiên hay sao á. Mày mốt tôi đổi thành Lão Ba cho đụng tới kêu ba. Lão đây rồi, tôi hỏi nè, cớ chi quần áo của ông á đến giờ mà vẫn chưa giặt? Ông có biết á là ngày mơi á ông có việc đi qua nhà ông Hương rồi, mà bây giờ ông không giặt quần áo ngay lập tức thì làm sao mà kịp khô chứ? Ủa, tôi chỉ có nấu ăn có giặt đồ đâu mà bà rầy tôi. Nhưng mà con Mận á, nó nói là ông không đưa xà bông cho nó giặt đồ thì làm sao mà nó giặt được chứ? Thì thường á, ngày nào ông cũng đưa xà bông cho tôi giặt đồ. Hôm qua tôi kêu đưa thì ông nói là không có. Không có thì làm sao tôi giặt đồ đây? Cái này á là phải hỏi con Mùi. Nó không đưa tiền mua xà bông chứ đâu phải tại qua. Con đã nói việc này với bà rồi mà bà chưa gật đầu nên con chưa dám mua. Mày nói với tao hồi nào hử? Đẩy qua đẩy lại kiểu này chết chứ không phải chơi đâu. À Lão Tam, Lão Tam. Dạ con chào bà ơi. Việc gì liên can tới tôi nữa trời? Cớ chi mà ông không chịu trả tiền cho tiệm tập phô tháng này? Lúc nãy á, tôi ra ngoài mua đồ, người ta nói á, là đòi gặp bà cả để hỏi cho rõ nữa kìa. Cớ chi lại nợ tiền lâu vậy? Ông làm gì mà kỳ khô dữ vậy? Nào giờ mình có nợ tiền ai đâu. Cái này á là chắc phải hỏi bà hai. Hỏi cái giống gì chứ? Việc này là do mấy người gây ra, làm biếng làm nhát rồi đổ thừa tôi hả? Dạ thưa bà, lâu nay bà cả sắp xếp cắt đặt công việc cho từng người, ai làm việc nấy đã quen rồi. Giờ bà sắp xếp lại, việc chi bà cũng biểu phải nói với con Mùi, rồi đợi bà gật đầu mới dám mua, cho nên nó mới rối tung lên vậy đó chứ. Mày mần công chuyện kiểu gì vậy Mùi? Mau lên đây tao biểu. Dạ. Thiệt đúng là cái quân ăn hại mà. Cứ để chủ tớ họ tự rầy rà với nhau đi. Cho bà chừa cái tật muốn lên mặt thị quy với thiên hạ. Bà có tài cán gì chứ? Mới được giao cai quản có 2 ngày, nhà cửa xào xáo lên tùm lum. Coi bà cả kìa, một tay bà cả quán xuyến công việc, trên dưới trong nhà im ru. Mình cũng phải làm sao cho bà biết, không dễ hiếp đáp người khác chứ. Mà tôi cũng phục bà nghe. Bạn thấy không, kế sách của bà làm bà hết chống đỡ nổi luôn. Thì cũng phải nhờ ông diễn trò đó chứ. Hồi nãy giờ mặt của ông làm bộ lớn ngớ. Tôi không nhịn được, muốn cười mà không dám cười. Xích chút xíu nữa là tôi đã bị cười đó đã. Không phải tôi với bà cũng bàn tính kỹ càng với nhau hôm qua sao chứ? Giả đò mà không giống thì lộ tẩy sao? Bỏ xuống. Bỏ xuống không? Xuống. Nè, ông đừng có cười cợt, làm ra vẻ thân thiết với tôi nghe không? Tại á, tôi muốn làm cho bà biết không phải dễ ức hiếp người khác đâu, cho nên mới bài kế hợp sức với ông thôi. Dù sao á, tôi cũng là quản gia, chứ không ngang hàng ngang với mấy người đâu, biết chưa? Cười gì? Dù gì tôi cũng là quản bếp, chứ không phải ngang hàng với mấy người đâu. Ở đó mà cười cười. Mời ông. Khóc cho thân phận, từ công thọ tiên hồn thiên quốc hận. Mời ông. Xa cơ thất thù, hận đến muôn đời. Em ca mùi lắm đó. Lại đây. Đây, qua thưởng cho em nè. À, Hòa thấy y như ông hội đồng có tình ý chi với em đó ra. Ôi, ông đó có tiếng háo sắc ở xứ này, ai mà không biết nè. Thế kệ ổng đi, ổng làm gì được tôi chứ. Nhưng ngó bộ em cũng có ý mến ổng phải không nè? Nè, mến cái nỗi gì chứ. Anh á, ăn nói kỳ cục dữ à. Ổng đến nghe mình ca thì mình phải chiều lòng, đặng kiếm chút tiền độ nhật để sống qua ngày. Anh thấy gai mắt thì thôi, từ rài đừng có nhận lời ca cho ổng nghe nữa. Tôi cũng đâu muốn diễn trò với ổng đâu nè. Ừ, Hoài chỉ nói vậy thôi, chứ có trách chi em đâu nè. Mà nói đạo ngay, coi bộ ông cũng giàu có lắm luôn hen. Qua thầy ông đưa cho em một nắm tiền, coi mồi cũng kha khá phải không em? Nói nãy giờ thì ra là muốn hỏi tiền. Nè, cầm hết luôn đi. Chà chà, ca có mấy bản mà có tới 5 đồng bạc. Ông này hào phóng quá hen. thì cũng nhờ tôi liếc mắt đưa tình nên mới làm ổng động lòng đó chứ. Thôi mà, em nói hành quá anh chí cho tội nghiệp. Thôi để qua thương em bù lại nghe. Nghe sắp nhỏ nói em ốm dữ lắm phải không? Chứ em thấy trong người có chỗ nào không khỏe. Thôi ngồi dậy làm chi, em cứ nằm nói chuyện cũng được mà. Cảm ơn chị đến thăm. Em thấy đau nhức khắp người, không gượng dậy nổi. Ôi, thiệt tình, sao em ốm yếu dữ vậy chứ? Em coi liệu mà tiếp dưỡng thuốc thang sao á cho mau khỏe lại. Chứ phận đàn bà em cũng biết mà. Mình á không lo tròn nhiệm vụ làm vợ thì người đàn ông á họ phải ra ngoài tìm kiếm thú vui khác đó đa. Ôi, lòng dạ đàn ông á có mới nới cũ. Họ có biết chi đến hai chữ chung tình đâu nè. Nhìn em bây giờ có khác chi chị lúc trước đâu. Tưng tiêu, cưng chiều cho lắm, rồi cũng có lúc sẽ bị khắc bạc thôi. Nói vậy chứ rồi chuyện cũng đâu vào đó mà. Riết rồi em cũng sẽ quen dần cái cảnh này. Mơi mốt khỏe lại, đi sắm đồ hay chơi bài với mấy chị cho vui. Nằm vùi như vậy á làm bệnh nặng thêm nghe không? Dạ. À, quên nữa, chị có dặn con Mùi nấu cho em chén yến đặng tẩm bổ đó đa. Em ăn cho mau khỏe nghe. Ôi, chị ngó vậy chứ không có bạc đãi em đâu. Em đừng ghét bỏ mà tội nghiệp chị lắm đa. Dạ. Mùi! Mấy người đó lại kiếm chuyện với chị nữa phải không? Muốn yên thân cũng không được mà. Họ có nói chi xúc phạm đến chị không? Không có gì đâu em. Bà hai chỉ kêu Mùi đem yến vô cho tôi thôi. Từ ngày bà hai được giao quyền cai quản cái nhà này á, bà chắc lót từng đồng. Em muốn xin bà mua vài món tẩm bổ cho chị. Bà giả lơ, làm như không nghe thấy vậy á. Thiệt, người chi mà keo kiệt quá đa. Thôi kệ, tôi có thiết tha gì đến mấy cái chuyện đó. Bây giờ mình thất thế thì mình phải biết nhẫn nhịn em à. Dạ. Thôi chị ăn yến nghe. Nhìn chị kìa, hổm rày chị có ăn uống gì đâu nè. Chị phải ăn để mau khỏe lại chứ. Trời đất, cái này là cái giống gì đây? Sao gọi là yến? Quỷ thần ơi, nước đường không nè. Bọn họ muốn ngạo chị hay sao chứ? Chị để em đi hỏi con Mùi cho tường tận. Mận à, bỏ qua đi em. Bọn họ muốn húng hiếp tôi cho đỡ giận thì cứ để cho họ làm. Em đừng làm to chuyện mà ồn ào trong nhà. Ai làm quấy thì để ông trời hại họ. Mình đừng gieo thù kết oán làm chi nữa em à. Chàng ơi, chị càng nhẫn nhịn thì người ta càng bỉ bạc mình. Cớ chi chị cứ chịu để họ hiếp đáp mình như vậy chứ? Con Dung bị đạp, nó còn giãy giụa, huống chi là con người. Chị mà im lặng chịu đựng miết, người ta chê chị hèn đó đa. Ai nghĩ sao tôi cũng mặc. Tôi còn thiết sống chi nữa chứ. Bây giờ tôi sống mà như đã chết rồi. Ước gì tôi biến mất khỏi cõi đời này, để đừng làm bận chân sốt mắt người khác nữa. Chị... Lệ Hằng, Lệ Hằng à, em tính tránh né tôi đến bao giờ nữa? Bây giờ tôi đã tường tận mọi chuyện rồi. Tôi không oán trách chi em hết, nhưng tôi thấy buồn vì em đã dễ dàng quên đi những gì tôi đã thề nguyện. Cớ chi em phải chấp nhận lấy một người mà em không có chút tình cảm nào. Nghiệt ngã hơn, người ấy lại là anh ruột của tôi. Em làm tôi đau đớn, tôi khổ não luôn lắm. Tôi gần như cuồng trí vì thất tình thất chí đó, em có biết không? Lệ Hằng, thà rằng em giết tôi chết khuất đi cho xong, chớ sống mà chứng kiến cảnh đau lòng này thì sống làm chi hả? Anh im đi, anh đừng có nói nữa. Tôi không muốn nghe gì hết, tôi không muốn nghe gì hết. Anh đi đi. Lệ Hằng, Lệ Hằng à, tôi biết em vẫn còn thương tôi, vẫn còn nhớ tôi mà, phải không em? Chớ chi em phải tự lừa dối mình như vậy. Lệ Hằng à, tôi còn rất nhiều chuyện muốn tỏ với em lắm. Em hãy nghe tôi nói đã Lệ Hằng. Không, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Anh đi đi, anh đi đi. Anh muốn tha cho tôi đi, anh đi đi. Lệ Hằng, em hãy nghe tôi nói đã Lệ Hằng. Tôi không nghe, tôi không nghe. Anh đừng có nói nữa. Cô nằm mơ thấy chuyện chi mà mới là toàn vậy hơn. Dạ không. Sao lại không? Tôi nghe cô lại hét chi đó mà. Nhắc lại cho tôi nghe coi. Em xin mệnh, em không có nhớ gì hết. Tôi nói nhắc lại cho tôi nghe. Dạ dạ dạ. Em Bình ơi, Bình tha cho em. Cô tưởng cô quá mặt được tôi hay sao chứ? Cô dám thề là không tư tưởng đến thằng Ba Thiện không? Từ ngày nói về, cô không còn mặn nồng với tôi nữa. Ngay cả bổn phận làm vợ cô cũng thoái thác là sao? Tôi biết hết rồi. Tôi muốn chung hưởng hạnh phúc với nó mà. Đồ đờn bà lăn loạn chắc nít, ngủ chung với chồng mà còn mơ tưởng tới nhân tình. Tôi thù cái thứ đờn bà hư hỏng đối mặt đó. Tôi thù cô. Tôi mà để cô sống thì tôi không phải là con người. Bình ơi, Bình ơi, Bình tha cho em. Em thề em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện phản bội mình. Ra đây, ra đây. Bình tha cho em đi mình. Đi ra, đi, đi ra con đường, đi. Quỳ xuống đi. Mọi người đâu hết rồi? Mọi người ra đây. Chuyện gì? Chuyện gì vậy nè? Bình ơi. Mọi người nhìn đi. Đây là con đàn bà phản trắc, có chồng mà vẫn tăng tiện với nhân tình. Đồ đê thiện. Nói cho mọi người biết cô đã phản bội tôi như thế nào đi. Nói đi. Kể từ hôm nay, trên dưới cái nhà này không ai được kêu cô ta là bà Ba nữa, nghe không? Đưa cậu nhốt ra cái kho ngoài giường, ngày cho hai bữa cơm lạc, chứ không có sơn hào hãy gì chi hết á. Tôi nói cho cô biết, sung sướng cô không ứng à, thì tôi làm cho cô khổ sở mang nhập đầu thân đó ra. Bà vẫn chưa tỉnh hả Mận? Dạ. Hồi nãy bà có ú ớ vài tiếng, rồi lại mê man. Con sợ bà khát nên con có đổ vài giọt nước cầm chừng. Thiệt tội nghiệp hết sức. Chắc việc xảy ra đột ngột quá nên cô bị rối loạn tâm lý, rồi dẫn đến suy kiệt đó đó. Trầm hương bà mua hôm trước, con có xong cho cổ khỏe chưa? Dạ có. Con đi ra ngoài một chút đi. Dạ. tại sao lại đến nông nỗi này chứ? Nhìn em mà lòng tôi đau đớn lắm, như muốn xác kim châm. Chẳng may em có chuyện chi thì chắc suốt đời này tôi không thể nào sống yên ổn được. Tại tôi xô em vô ngõ cụt mà. Tại tôi nên cuộc đời của em mới long đong lận đận. Em thù tôi lắm phải không? Tôi có sám hối cả đời cũng không rửa hết tội nghiệp mà tôi đã gây ra cho em. Tự dưng sao ngất xỉu đúng lúc quá đà. Có gan làm thì có gan chịu, chứ mắc chi nằm dạ rồi diễn trò cho thiên hạ thương hại sao chứ. Em đừng buông lời mỉa mai cay độc như vậy. Lệ Hằng đã quá sức chịu đựng lắm rồi. Cũng là phận đàn bà với nhau, em nên dành cho cổ một chút lòng nhân đi chứ. Chị cả à, chị muốn được mọi người nể trọng, quý mến thì chị cứ tỏ vẻ nhân từ độ lượng đi ha. Chứ tôi thì khác. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy hả? Ủa? Lạ không? Ông đã ra lệnh đưa cổ xuống nhà kho, sao giờ còn ở trong phòng? Thôi mà, ông giận nên nói lảnh như vậy. Chớ chi Lệ Hằng cũng là bà ba trong nhà này, đâu phải hạng tôi tớ mà đem nhốt cổ xuống nhà dưới. Tôi không biết, nhưng ông đã ra lệnh như vậy thì ai dám cãi nè. Cô ốm dữ lắm, tạm thời cứ để cô nằm ở đây đi, đặng tiếp dưỡng thuốc thang đã. Chuyện đó để từ từ hãy tính. Chuyện cai quản nhà cửa ông đã giao hết cho tôi, chứ chị đâu có quyền chi nữa. Rủi ông biết việc này ông rầy tôi làm sao đây? Cô cứ nói là ý của tôi, có chuyện chi tôi xin chịu hết, không để cô chịu đâu mà lo. Chị nói chi thì nhớ, chứ đừng đổ tội cho tôi nghe không. Em tỉnh rồi hả? Em có khát nước không? Nếu như mệt quá, em cứ ngủ tiếp đi nha. Vậy nè, Tôi sợ lắm. Tại sao mọi người đối xử khắc bạc với tôi như vậy chứ? Mận, em ở với tôi một lúc được không? Chỉ là chim bao thôi mà. Không sao đâu. Chị bình tâm lại đi. Em luôn bên cạnh chị, lo lắng cho chị đó Đa. Sao tôi thấy ngột ngạt, khó thở quá Đa. Trong phòng mình có mùi chi lão quá em. Trầm này là của bà cả mang đến, dặn em đốt để chị xông cho khỏe. Em hãy mau dụi tắt đi, tôi thấy chóng mặt quá. Dạ. Kỳ cục dữ không? Trước kia chị cũng thường biểu em xông trầm trong phòng mà. Chắc tại tôi đang mệt nên thấy khó chịu như vậy. Chị tìm gì vậy? Cái kẹp tóc của tôi đâu rồi? Giật chi đây? Không, nhưng tại sao lại có giật chi dưới gối chị chứ? Ý, trong này có tên với ngày tháng năm sanh của chị nè. Sao? Ngoài miệng thì người ta nói lời nhân từ, mà sao trong dạ lại hiểm ác quá. Tôi có tranh giành chi với họ, ngờ họ thù tôi dữ vậy nè. Chị nghĩ bà cả bày ra chuyện này sao? Lúc tôi đang mơ mơ màng màng thì tôi thấy bà cả có giở gối tôi làm chi đó. Chàng ơi, bà cả ngó vậy mà thâm hiểm quá Đa. Bà còn ghê gớm hơn bà hai nữa đó. Từ giờ mới mốt á, em sẽ luôn ở bên cạnh chị cho họ dè chừng. Hèn chi bà kêu em đi ra ngoài, để mình ơn bà ở lại, đặng dễ bề hại chị mà. Ý, biết đâu ở trong trầm này nè cũng có chất chi đó, làm cho chị ốm lung nữa Đa. Con đợi lúc con Mận không để ý, con đã bỏ gói bột bà đưa vào lưới trầm liền. Nó không biết nên đốt lên, làm cho bà ba mơ mơ hồ hồ đó Đa. Còn cái lá bùa mày để ở đâu? Liệu mày có bị nó phát giác không đó? Bà yên tâm đi, con làm nhanh lắm. Con rình thấy bà cả bước ra là con lẻn vô. Lúc đó bà ba đã mê man, nên con liền nhét cái bùa dưới gối của bà. Chắc giờ bà cũng thức dậy rồi. Thế nào bà ba cũng nghĩ là bà cả hại bà mà. Tao phải làm sao cho họ gây thù kết oán với nhau như vậy, mới mong sau này được hưởng lợi chứ. Cha chả, nghĩ tới cái cảnh họ hại nhau đến tàn hơi kiệt sức mà tao vui mừng quá đà. Bà thiệt là cao kiến, còn chưa thấy ai tài giỏi giống như bà đó đa. Mày cũng bớt cái tính thèo lẻo đi, hở ra là phủi bỏ hết công sức của tao nghe không? Dạ. Làm cái giống gì vậy nè? Mau ngừng lại đi. Có chuyện chi vậy chứ? Chị cả, chuyện này đâu có chi lạ mà chị làm ôm sờm lên vậy. Chứ không phải chị cũng đã mời thầy về cúng trừ tà đó đa. Tại lóng rại trong nhà toàn chuyện xui rủi, nên em mới rước thầy Chính về đây làm phép trừ tà. Thì em cũng bắt chước theo chị thôi mà. Chuyện cúng kiến đâu phải chuyện chơi chứ. Tôi có thấy lộn xộn chi ở trong nhà đâu mà có bài chuyện vậy. Cô mau biểu sắp nhỏ dẹp hết đi. Thầy cứ cúng cho tôi. Cô, chị mau quên quá ha. Bây giờ ai là người cai quản trong nhà này chứ? Hay để tôi cho mời ông về nói cho chị tỏ. Dạ thưa bà, bà có cho phép tôi cúng nữa không thưa bà? Tôi đã nói rồi, thầy cứ làm theo lời tôi. Tôi mới là người có quyền trong cái nhà này. Cha chả, trong nhà này có tà khí đó nè. Để coi. Nó ở phía này nè. Đây rồi, chính là nơi này nè. Chà, âm khí sông lên dữ quá. Có chuyện chi? Sao mọi người lại kéo vô phòng tôi vậy chứ? Bà ba, chính bà hãy ngồi yên một chỗ để thầy trừ tà. Chà chà, yêu nghiệt từ phương nào dám tới đây quấy rối người lương thiện đó đã. Mau mau xuất ra khỏi nơi này, bằng không á hả, ta sẽ trừng trị hỏng thương tiếc. Thầy có làm sao không thầy? Thầy có làm sao không? Không sao, không sao. Tí sử dụng mẹo thì đừng ngồi, tí sử dụng mẹo thì đừng ngồi. Con yêu tinh này có bộ tu luyện lâu năm đó, nên phép thuật cao cường dữ đà. Chà, lâu nay nó trốn ở trong cái buồng này, đặng theo hút chân khí của bà ba, khiến tâm trí của bà luôn suy nhược, lúc nào cũng thấy mệt mỏi mơ màng như trong cõi mộng vậy. Đúng không bà? Chàng ơi, thầy nói trúng dữ đa. Hèn chi lóng rại em ba đau ốm liên miên, mà còn lại nằm mơ thấy ác mộng nữa chứ. Nguy hiểm lắm. Nếu không trị cho tới nơi, ắt sẽ hại đến tính mạng của bà ba đó đã. Thôi trăm sự cậy thầy giúp đỡ. Thầy có phép chi để trừ cho nó dứt không hả thầy? Bà đừng lo, chớ chi tôi cũng là thầy cao tay ấn nhất vùng này mà. Tôi sẽ dụng phép, quyết không để cho nó hại người nữa. Nhưng mà trong vài tháng tới, bà ba phải giữ người thanh tịnh, ăn chay niệm Phật, để xua đuổi hết tà khí ra khỏi người bà ba. Bây giờ tôi còn phải lập đàn làm lễ đột xuất đó, mau mau thoát khỏi thân xác của bà ba. Vậy phải cúng trong bao lâu hả thầy? 3 ngày 3 đêm. Chị thấy sao chị cả? Thầy đã nói như vậy, không lẽ chị đành lòng đứng nhìn yên cho yêu quỷ nó hại em ba hay sao? Rủi em ba có bề chi á, chị có sống yên ổn không? Thôi được, nếu chị không lên tiếng á là coi như chị chịu rồi ha. Vậy dạ, mai á thầy tới cúng giùm tôi nha thầy. Được mà. Tới giờ lành, bây giờ thì sẽ trục xuất yêu nghiệt ra khỏi thân xác của gia chủ nha. Có đau đớn chút đỉnh, nhưng gia chủ phải cố chịu đựng đó đã. Lòng quái chúa mã chuột lầm trong lòng nhà chuột lầm nhà chuột lầm xe không ra. Nhập vô ngươi hả? Cái con này, mày làm cái giống gì vậy hả? Mùi, lôi nó ra. Thầy cứ làm tiếp đi thầy. Được, thầy sẽ làm tiếp. Bà. Làm tiếp đi thầy. Đi ra mày nghe không? Ông cứ hút thẳng tay, cứ một roi á là tôi sẽ cho ông một cắt. Bấy nhiêu roi á là ông sẽ được bấy nhiêu tiền. Ba ba. Ông nội mày phun, cả nhà mày phun. Ông giết tôi đó hả? Tôi hỏi nhỏ bà nghe, chứ có phải là bà hai giả đò kêu thì cũng tới đặng hành hạ bà ba không? Sao bà ác luôn vậy? Đúng là dậu đổ bìm leo mà. Dụng lúc ông hội đồng còn đang giận bà ba nên bà mới ra tay thay trời hành đạo chứ chi. Nè, ông hỏi nhỏ cái kiểu gì vậy hả? Mà ăn nói cái gì vậy? Thay trời hành đạo á là khi nào người tốt á trừng trị kẻ xấu kìa. Bà ba là người tốt mà. Biết thì nói, không biết thì thôi. Nói bậy bạ vậy á, người ta cười chết à. Tôi biết rồi. Nhưng mà tới chi ông hội đồng là để bà ba bị hành hạ bạc đãi luôn vậy? Ông hội đồng á, lóng rại có ở nhà đâu. Ông đi suốt ngày suốt đêm không có thể về. Tôi biết ông đi đâu rồi. Lại tính chuyện tò về ai đó chứ chi. Nghe nói á là ông qua bên nhà ông Hương cả, đờn ca suốt đêm. Ủa, ông nào giờ có thích đờn ca hát sướng chi đâu. Không thích đờn ca, nhưng thích người ca, được không? Tôi hiểu rồi. Hèn chi. Hèn chi cái gì? Một kiển ba quê mà vẫn chưa thấy đủ. Bây giờ muốn tìm thêm niềm vui mới bên ngoài chứ chi. Đời này sao lại có hạng người dâm ô háo sắc như vậy chứ? Đó là quỷ chứ không phải là người. Cớ chi ông trời sao không bắt tội hắn, để cho hắn làm hại biết bao nhiêu người đàn bà khác. Thiệt là bất công quá đà. Ủa, bà rủa tôi hả? Tôi nhớ tôi chưa có vợ mà. Bà rủa ai mà nặng lung vậy? Có bộ bà thù người này dữ nha. Nãy giờ tụi mình đang nói với ông hội đồng mà. Thôi, ông đi vô đi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Tự dưng bà khó chịu với tôi là sao? Đang nói chuyện bình thường mà. Đi vô đi. Mọi người cứ ra về trước đi. Cô Thanh Thanh, mời cô nán lại, có việc một chút. Dạ. Dạ thưa ông, tụi tôi đi chung, mà người về trước kẻ về sau e không tiện. Với lại chẳng giấu gì ông, mấy anh em cũng hẹn nhau đi ăn bát cháo khuya cho ấm bụng. Em xin cảm ơn ông. Hẹn ông bữa khác em sẽ lại hầu chuyện với ông. Chỉ tại qua mến tài của em nên muốn mời em ở lại trò chuyện đôi câu, chứ không dám làm điều chi thất lễ với em đâu. Em đừng e ngại chi hết. Thôi ngồi lại cho qua hỏi thăm chút đỉnh, rồi qua kêu sắp nhỏ đốt đuốc đưa em về tận nhà ha. Sao, tôi tính vậy được không thầy? Dạ. Dạ, nếu như ông hội đồng đã lên tiếng, sao tụi tôi dám từ chối được chứ? Thanh Thanh à, em ở lại hầu chuyện với ông hội đồng một chút, rồi về nghe không? Dạ, thưa ông, con đi à. Dạ chào ông hội đồng. bạn ôi đang xin nâng chén rượu nồng tiễn đưa, xin dựng lòng sáng dùng mưu chi cả hùng anh, sát tự tân nè. Kìa ông, xin ông đừng làm vậy, em sợ lắm. Có chi đâu mà em sợ nè. Em đã làm cho qua sai đắm, ngày nhớ đêm mong đó, em có biết không? Nếu mà em chịu nghe theo lời qua thì em muốn bao nhiêu tiền cũng có. Tha hồ cho em sắm sửa tiêu xài lo đà. Dạ, cảm ơn ông đã cảm mến, nhưng thiệt tình em ngại lắm. Nếu ông muốn nghe em ca thì em sẵn sàng hầu ông, nhưng xin ông hãy trọng em một chút. Qua muốn gì chắc em cũng đoán được chứ không hả? Ông dân mà qua cho mọi người đi hết, để một mình ên qua ngồi lại với em. Em cứ yên tâm đi, qua dặn rồi, không có ai được vô làm phiền đôi ta đâu à. Ông hội đồng, chắc ông cho là em là hạng sướng ca vô loài nên mới buông ra những lời xúc phạm tới danh tiết của em như vậy. Em xin ông, tuy phận em hèn nhưng em quyết không để người khác khinh nhờn mình. Qua chỉ nói chơi với em thôi, chứ qua có ép buộc gì em đâu nè. Rồi ê, em cứ ngồi ca cho qua nghe hết đêm nay đi, rồi qua thưởng tiền cho em. Dạ thưa ông hội đồng. Cớ gì mà thầy quay lại đây vậy? Tôi đã biểu về hết rồi mà. Còn Thanh Thanh á, khi nào cũng về sẽ có người đưa về tận nơi, nghe chưa? Dạ, được ca cho ông nghe là vinh dự của Thanh Thanh, nhưng tôi sợ đưa rước cổ như vậy thì nhọc lòng ông hội đồng, nên tôi đợi rước cổ về luôn. Với lại cả ngày nay cổ ca cũng nhiều, giờ cổ ca nữa cũng không có được hay, e rằng ông sẽ mất công đó đa. Thôi tôi mạn phép ông, cho tôi đưa cổ về nghỉ ngơi, đặng ngày mới tập thêm mấy bài ca nữa rồi ca cho mùi hơn. Ông thấy tôi tính như vậy có vừa ý ông không à? Dạ, thầy Hoàng Siên nói phải đa. Ca mấy bài cũ hoài ông nghe sẽ chán lắm đa. Để em về tập thêm rồi em sẽ ca hầu ông. Thôi được. Ai người muốn về thì về đi. Dạ, cảm ơn ông hội đồng. Ủa, sao Thanh Thanh về sớm dữ đà? Bộ cổ có làm điều gì thất ý ông hả? Cái quân nào đâu, tự nhiên vô phá đám vậy chứ? Ý ông nói thầy Hoàng Siên đó hả? Y là chủ gánh hát nên sợ mất đạo mất kép, rồi đã gánh chứ chi. Tôi thấy hắn cũng ham tiền lắm. Những người như hắn cứ bỏ tiền ra là mua được hết, chứ có khó chi đâu. Ông thích cô đào hát đó thiệt sao? Cổ đẹp, lại ca hay, nhưng dù sao cũng chỉ là phận ca kỹ. Ông mà mê đắm vụ đó e rằng không hay lắm đà. Nói ông đừng giận chứ, cái đẹp của cổ á, nó sắc sảo đa tình quá. Trong khi ở nhà ông, bà ba mới thiệt là người đàn bà nhan sắc mặn mòi, mà phẩm hạnh đoan chính nữa. Tôi chỉ tính chuyện tằng tiệu qua đường cho vui chút đỉnh, chứ có dây dưa gì với cô đào hát đó đâu mà ông lo. Thôi tôi về, chứ khuya hung rồi đó. Để tôi kêu tụi nhỏ đưa ông về. Gì anh lại để tôi ở lại một mình nơi đó chứ? Anh làm vậy có khác gì dân tôi vô miệng cọp. Con người của ông hội đồng ra sao, anh dòm qua cũng biết mà. Ổng mới biểu một tiếng thì anh đã dân dân dạ dạ rồi. Bộ anh không sợ ổng hại tôi hay sao đó? Hoa xin lỗi em. Thiệt tình lúc đó Hoa không biết phải làm sao để vẹn cả đôi bề. Ông hội đồng là người quyền thế, mình mà làm mít lòng e là có chuyện không hay. Với lại cả tháng nay đêm nào mình cũng kiếm được bộn bạc nhờ ổng mà. Hoa biết là em hổng khứng, nhưng để người ta, Hoa đành bấm bụng chấp nhận. Nói thiệt với em chứ, Hoa cũng bầm gan tím ruột. Hoa giả bộ đi về, mà có về đâu nè. Rồi Hoa lén lút quay lại, rồi lập thế mà cứu em ra đó chứ. Anh mà vô trễ một chút á, là ổng hại tôi rồi đó đa. Hoa thì lúc nào cũng cận kề bên em mà, ai làm gì được em chứ. Mà nói nào ngay, ông này, ông mê em lung lắm đa. Ông giả đò biểu em ca, chứ thiệt ra ông muốn dở trò tằng tiệu với em đó đà. Người chi mà ăn nói bất nhã. Ông cũng trọng tuổi rồi mà sao háo sắc dữ đà. Nghe nói ông có tới 3 bà vợ ở nhà rồi chứ. Chàng ơi, 3 vợ mà còn trêu qua ghẹo nguyệt vậy sao đà. Ôi, họ có nhiều tiền nhiều bạc sợ tiêu xài không hết, lại thêm có chút quyền hành thì muốn gì mà không được chứ. Tiền bạc đầy dẫy tôi cũng không có ưng. Một người chồng như vậy chẳng thà tôi tự giận còn hơn. Đời nay là đời kim tiền, chứ có phải đời nhân nghĩa đâu nè. Qua thấy khó có người đàn bà nào cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền lắm đó đà. Ổng cứ bỏ tiền ra không tiếc tay thì ai mà từ chối ổng được chứ. Anh nói xỏ nói xiên gì hả? Anh nói tôi cũng thuộc hạng đàn bà đó sao? Dĩ như ổng cho em một mớ bạc đặng em có thể sống sung sướng suốt đời, không cần phải lo đói lo rách, thì em có chịu theo ổng không? Chịu chứ sao không. Tôi sẽ bỏ anh ngay tức khắc để đi theo ổng. Anh vừa bụng chưa? Khi không anh nói chi mấy cái chuyện tầm ruồng này chứ. Bộ anh tính dụ tôi theo ổng đặng anh được hưởng lợi phải không? Hoa chỉ pha lửng một chút cho vui, chứ Hoa nào có ý gì đâu nè. Nói chơi gì mà kỳ khôi quá đa. Thì tại Hoa cũng muốn thử em có một lòng một dạ với Hoa không. tâm ý tôi thế nào, không lẽ anh phải thử mới biết đa. Đời này kiếp này, tôi chỉ yêu một mình anh thôi. Dẫu cho sau này có nghèo hèn túng bẩn, hay đi tới chân trời góc biển, tôi cũng không bao giờ bỏ anh. Anh nghe không? Hoa biết mà. Hoa biết là em thật dạ thương Hoa. Hoa cũng xin thề có trời có đất làm chứng, Hoa sẽ hết lòng hết sức lo cho em suốt đời. Em chịu chưa? Đây chị, em đây. Chị bình tĩnh đi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, em nè chị ơi. Chị ơi em nè. Chị ơi. Ừ, chơi trong phòng mà nồng nặc mùi nhang khói vậy hả? Dạ thưa ông, hôm nay bà hai có rước thầy về làm phép. Mày lui ra đi. Dạ thưa ông, bà ba đang ốm dữ lắm. Từ sáng tới giờ bà nằm mê man, bà không ăn uống chi hết. Mày nói lẹo chẹo gì vậy hả? Lui ra, đừng có làm tao nổi nóng lên nghe chưa. Đuổi ra. Tôi chưa cho phép mà cô dám ngủ trước tôi rồi hả? Vậy thì lấy thau nước vô rửa chân cho tôi, rồi đấm hết cho tôi ngủ nghe chưa. Chà chà. Hôm nay sao thấy mỏi trong người quá đa. Nè, nghe vậy không? Vậy đem bóp cho tôi kìa. Mà thôi, khỏi cần. Tôi cần em hơn. Cô bị điên rồi hả? Dạ. Cô dám xô tôi té sao? Dạ không. Càng ngày cô càng quá trớn sao chứ. Em xin lỗi mình. Em không cố ý xô té mình. Tại mình làm em sợ quá. Sợ cái nỗi gì chứ? Tôi là chồng cô, nó không phải là quân trộm cướp gì đâu mà cô phải sợ. Ngó bộ cô bắt đầu muốn xa lánh tôi rồi đó đa. Nói thiệt với cô là hổm rày tôi bực tức lung lắm đà. Trong trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cô đang tơ tưởng đến thằng đàn ông khác mà bỏ quên bổn phận làm vợ. Hôm nay thì cô không được thoái thác nữa. Cô phải chiều tôi nghe chưa? Mình ơi, hôm nay em mệt lắm. Thân xác của em cứ như rời ra từng mảnh đó mình. Cô đừng tìm cách tránh né nữa. Ta làm vợ thì phải biết phục vụ cho chồng khi chồng muốn chứ. Tôi cưới cô về làm vợ chứ bộ để ngó sao? Cô có biết thế nào là xuất giá tòng phu không? Không vâng lệnh chồng là một cái tội lớn đó đà. Mình ơi. Thân xác cô để đây mà hồn vía cô để chỗ khác rồi phải không? Cô gần chồng mà tâm trí cô nghĩ đến thằng nào chứ? Có phải thằng Ba Thiện không? Cô đừng hòng che giấu tâm địa bất chính của cô. Sau này cô đừng có trách sao tôi xử tệ với cô nghe chưa? Tất cả là do cô mà ra hết đó. Bà Ba sao rồi em? Coi bộ bà còn sợ sệt, bấn loạn, không muốn ai tới gần hết. Ê, tôi lo cho bà Ba lắm. Cứ kéo dài như vậy chắc bà Ba chết mất quá. Tôi cũng không biết phải làm sao đây. Người ta cứ kiếm chuyện đặng hành hạ bà Ba cho đến chết mới buông tha hay sao chứ? Bộ bà cả cũng không can thiệp được hay sao? Phận tụi mình thấp cổ bé họng như vậy thì làm cái gì được? Hòa cũng thấy xót xa trong lòng lắm. Tôi e là bà Ba sẽ không còn chịu đựng được bao lâu nữa. À, Hòa còn nghe nói bà hai tính đưa bà Ba đi gặp thầy chữa bệnh chi nữa đó. Cũng là mưu kế của bà hai hết đó. Bà dụng kế để hành hạ bà Ba đó đa. Bộ trong nhà này không ai dám lên tiếng bênh vực cho bà Ba hả? Bởi vì ông hội đồng đang giận lung quá mà nói nào ngay. Mọi chuyện cũng do ông Ba Thiện mà ra. Nếu mà ông không quay về á thì bà Ba đâu có gặp thảm cảnh như vậy chứ. À, đúng rồi. Ông Ba Thiện. Hả? Em nói gì vậy? Chỉ có ông Ba Thiện á, may ra còn can gián được ông hội đồng. Chỉ có ông Ba Thiện mới cứu được bà Ba đó đa. Em tính làm gì chứ? Phải nghĩ ra kế chi đặng cứu bà Ba chứ tôi không chịu để yên như vậy đâu. Chuyện này chỉ đơn giản chỉ có như vậy thôi. Hai qua cứ theo lời Mo như vậy mà làm sẽ không sao đâu. Dạ thưa ông Ba. Ông còn nhớ con không? Con là Mận nè, đầy tớ trong nhà ông hội đồng đó đa. Mận. Mà cô tìm tôi có chuyện gì không? Dạ thưa ông, con đường đột đón đường ông là muốn van xin ông một việc. Ông ơi, ông nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ mà cứu bà Ba con đi ông. Bà Ba của con ốm nặng lắm. Nếu ông không giúp á, con e bà con không qua khỏi đâu ông. Thôi, hai tôi qua đó trước đi. Xong việc mà sẽ qua sao? Mình đi. Có chuyện gì? Từ từ cô kể tôi nghe coi. Tôi đã nói, tôi không can dự vào chuyện nhà của anh hai tôi nữa. Cớ chi cô tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ là cô tìm lộn người rồi. Cô nên quay về đi. Dạ thưa ông, việc ông và ông hội đồng bất hòa trong nhà ai cũng tỏ. Nhưng không lẽ gì vậy mà ông đành lòng bỏ mặt bà ba trong nguy khốn chứ? Con mạo muội tìm ông là vì con tin ông có thể cứu được bà ba đó đa. Ông ba, ông hãy vì chút tình xưa mà nhận lời giúp con đi ông. Cô đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa, tôi quên lâu rồi. Thôi, tôi có chuyện phải đi gấp đây. Tôi không giúp ông gì ba. Được cho cô đâu. Ông nhẫn tâm vậy sao ông ba? Con tưởng khi nghe tin bà ba bị bạc đãi, ông sẽ thấy xót xa, thương cảm. Ngờ đâu ông lại lạnh nhạt, thản nhiên như vậy. Bà ba mà biết được việc này, chắc bà đau đớn gấp trăm ngàn lần, bị người ta mắng chửi, rẻ khinh nó đa. Ông ba, con cứ tưởng ông là người biết chuyện nên con mới tìm tới ông. Thì ra ông cũng không khác chi những người trong nhà đó. Cô là cái gì mà lên giọng dạy đời với tôi chứ? Nè, cô có tường tận chuyện trước đây của tôi không mà cô lên án tôi? Thiệt tình là con không biết nhiều, nhưng mà con thấy bà ba cứ ôm khư khư trong lòng một tấm chân tình dành cho ông đó đa. Thiệt tội nghiệp bà hết sức. Cớ chi mà phải teo ruột héo gan vì một người đàn ông không biết trọng tình. Vậy ai đã bội ước để làm cái việc trái với luân thường đạo lý chứ? Cô có biết là tôi phải dằn vặt khổ sở như thế nào mới xóa được nỗi hận trong lòng không? Người ta đã phủi bỏ tôi thì chuyện sống chết của họ không liên can gì đến tôi nữa. Xin cô đừng làm phiền tôi. Tôi đã quên hết chuyện cũ rồi. Xin lỗi, tôi đi đây. Ông ba, nếu ông đi suốt đời ông sẽ hối tiếc đó đa. Cô nói vậy là sao? Bà ba là người hiền lành, nhân hậu, cớ chi phải bị chịu đài đọa vậy nè. Không biết kiếp trước bà có nợ chi với gia đình ông không, mà kiếp này lại bị mọi người xúm vô hành hạ ức hiếp chứ. Không giấu chi ông, việc bà con chịu lấy ông hội đồng là có căn do. Chính những người thân của ông đã bài mưu lập trước, lừa gạt bà con đó đa. Họ giả mạo thư từ của ông, lấy hình của ông, chụp với người đàn bà Tây đưa cho bà. Hỏi sao bà không tin chứ? Cô nói cái gì kỳ khôi vậy? Nếu ông không tin thì ông cứ đi tìm ông bà hội đồng mà đối nại. Họ đã thông đồng gây nên việc phân rẽ của ông và bà ba đó đa. Bà ba vì nhẹ dạ cả tin mà bị họ ép buộc phải làm một việc mà chính bà không ngờ tới. Ông, bà có con là bị họ hại. Họ dồn bà con vô con đường chết đó đa. Thầy Đơn. Dạ Hết rượu rồi. Thầy ra ngoài mua giùm tôi nghe. Còn vụ dữ gì nữa chứ. Thầy đi mau rồi về. Tại sắp nhỏ đi đâu hết, nên tôi mới nhờ thầy đó đa. Cái tánh của tôi đã uống là phải uống cho sai. Dạ. Em cứ đứng yên đó đi. Hoa muốn nghe em ca thêm mấy bản nữa. Đêm nay Hoa chịu tiền hết thảy, bao nhiêu cũng được. Sao vậy nè? Em sợ Hoa hả? Cớ chi mà em nhìn lãng chỗ khác vậy? Nhìn Hoa nè. Dạ, em có sợ chi đâu. Hoa chỉ là mến tài của em thôi, chứ không làm tổn hại chi tới em đâu. Vốn dĩ Hoa đã thích đờn ca, nay gặp em thì cái sự thích thú đó lại càng tăng lên bội phần. Em đã đẹp mà giọng ca lại ngọt ngào, thiệt mới đúng là tài sắc vẹn toàn đó đa. Dạ cảm ơn ông. Ông khen em thái quá, làm em hổ thẹn. Em khiêm tốn quá. Hoa khen thiệt lòng, chứ không chút chi giả dối hết. Người ca hay phải gặp được kẻ biết thưởng thức chứ. Cái này người ta gọi là tri kỷ tri âm đó đa. Nếu em không chê, Hoa sẽ bỏ tiền cho em lập gánh hát. Em sẽ được diễn trên sân khấu lớn, em sẽ được nổi tiếng khắp xứ. Em chịu không nè? Dạ cảm ơn ông đã có lòng hậu đãi. Em chỉ là một đào hát bình thường, việc ông nói em không dám màng tới. Em nói vậy thì Hoa không có dám nài, nhưng thiệt tình thì Hoa quý em lắm. Đời này mà có người không ham danh lợi như em thì thiệt là hiếm đó đa. Nhưng nói gì thì nói. Chớ sau này em có chuyện chi cần thì Hoa sẽ giúp em. Dạ em đội ơn ông. Thanh nè, em có bằng lòng cho Hoa được làm tri âm tri kỷ với em không? Dạ, em là người chỉ biết lấy tiếng ca làm niềm vui. Nay có duyên tri ngộ với ông, lại được ông mến tài như vậy, em mừng lắm đa. Vậy là em chấp nhận làm tri kỷ tri âm với Hoa rồi, đúng không? Dạ, em chỉ mong ông không bạc đãi, đặng gánh hát của em sống qua ngày là may lắm rồi. Chà chà, vậy thì phải mừng cho mối tình tri âm tri kỷ này chứ. Mình uống cả ly rượu này coi như là đã giao ước xong rồi đó đa. Mà chỉ còn đúng một ly, Qua mời em. Dạ em cảm ơn ông, nhưng nào giờ em không dám uống rượu với khách. Qua với em mà còn chữ lễ làm chi? Chẳng lẽ Qua mời mà em cũng không nể mặt? Em nhấp môi chút đỉnh có hại chi đâu nè. Em từ chối là coi như bỉ mặt Qua đó đà. Qua giận luôn nghe không? Cớ chi mà ngại ngùng vậy nè. Em uống chút nữa cho Hoa vui nè. Uống đi em. Dễ quá, có khó chi đâu nè. Thiệt ra uống rượu không phải là chỉ có hại. Thanh Thanh, thôi ngồi xuống đây. Uống rượu vô, mình sẽ mạnh dạn hơn. Mình sẽ dám làm cái gì mà bình thường mình không có dám làm đó đa. Ui, nhìn em kìa, uống có chút xíu mà gò má ửng đỏ rồi đó đa. Càng nhìn em, Qua càng thấy rạo rực ở trong lòng. Chẳng giấu chi em, lần đầu Qua thấy em, Qua đã bủn rủn chân tay lửa tình hừng hực. Qua cứ tưởng là mình say rượu, nhưng mà không phải. Qua sai cái nhan sắc của em đó đa. Em có thoát khỏi tay Qua không chứ? Chị cho tôi gặp anh hai, có chút việc. Ông đi chưa về, nhưng chú hỏi ông có chuyện chi? Thôi được rồi, Thắng gặp chị ở đây, em muốn hỏi cho rõ chân tướng một sự việc cách đây đã 8 năm rồi đó ra. Chú nói chi tôi chưa hiểu. Chú muốn hỏi chuyện gì chứ? Chị biết rõ mà chị còn giải đò hay gì chị cả. Chị chứ, những lá thơ mạo danh em kèm với những bức ảnh được cố ý làm sai lệch sự thật là do ai làm? Chị thiệt tình là không biết sao? Chú ba, đã biết hết sự thật rồi đó. Chị cả, vợ chồng chị tưởng có thể che giấu chuyện này suốt đời hay sao? Cớ chi mà chị chịu làm chuyện tài trời như vậy? Có phải anh hãy ép buộc chị phải dâng thơ ảnh không? Chị cả, em có làm gì quấy với anh chị mà anh chị hại em biết bao năm nay, phải ôm mối hận phụ tình, sống như không bằng chết chứ. Chú ba, chú bình tĩnh lại đi. Việc này mà làm sùm sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình đó. Chị cả, chuyện đã ra nông nổi này mà chị còn nghĩ đến danh tiết gia đình được đó đa. Làm chuyện đảo ngược luân thường như vậy mà chị có thể ngủ được yên giấc hay sao chứ? Chị có biết là tôi đau đớn khổ sở, gần như là cuồng trí, vì cứ tưởng là mình bị người yêu của mình bội ước như thế nào không? Tôi đã cố chôn nỗi uất ức vào lòng để sống tiếp những ngày tháng buồn tẻ bên xứ người, nhưng tim tôi thì đã tan nát. Từ khi nghe tin anh trai mình lấy người mà mình yêu thương nhất, chị cả, chị đúng thiệt là một người đàn bà độc ác. Chị giết chết ái tình của tôi, chị còn xô tôi với Lệ Hằng xuống địa ngục nữa đó đa. Tôi hận chị lung lắm. Ngoài miệng chị thì nói những lời nhân nghĩa, nhưng tâm địa của chị còn ác hơn thú dữ nữa.